Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Những bàn thắng được ghi trong mỗi trận đấu luôn đem đến những cảm xúc khác nhau cho người hâm mộ, đặc biệt là những bàn thắng cuối trận. Đó có thể là niềm vui, sự vỡ òa của người này, nhưng cũng có thể là giọt nước mắt, sự thất vọng tột cùng của người khác. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng xem lại những pha lập công phút cuối đầy cảm xúc như thế. Man City đã ở rất gần tấm vé đi tiếp vào trận chung kết Champions League, nhưng 89 giây điên rồ cuối trận đấu tại Bernabeu đã khiến thầy trò Pep Guardiola ôm hận. Cho đến phút 89, Real Madrid vẫn đang bị Man City dẫn với tổng tỷ số 5-3. Chẳng ai tin rằng đội bóng dưới trướng huấn luyện viên Carlo Ancelotti có thể đi tiếp. Thế nhưng liền các phút 89-90, cầu thủ vào thay người Rodrigo ghi hai bàn thắng vô cùng quan trọng để san bằng tổng tỷ số cho Real và sau đó là tiến vào trận chung kết. Andres Iniesta là cầu thủ ít ghi bàn, nhưng mỗi khi nổ súng đều có tầm quan trọng. Ở trận chung kết World Cup 2010, anh vô lê quyết đoán giúp La Furia Rosa lần đầu bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Sergio Aguero đã ghi bàn thắng đáng nhớ trong lịch sử Premier League, một khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Bàn thắng được ghi ở thời gian bù giờ trong trận đấu với Queen's Park Rangers năm 2012. Nó giúp Manchester City giành danh hiệu đầu tiên sau 44 năm và đảm bảo rằng tên tuổi của anh sẽ luôn gắn liền với sự kịch tính và phấn khích tột độ mà bóng đá có thể mang lại. Ngôi sao người Hà Lan Arjen Robben đã trở thành người hùng trong đêm kỳ diệu của Bayern Munich khi ghi bàn quyết định ấn định chiến thắng 2-1 trước Dortmund, chính thức đưa hùm xám đăng quang Champions League mùa 2012-2013 sau 12 năm chờ đợi. Fabio Grosso chắc hẳn không ngờ có ngày anh đưa được đội Ý vào chơi trận chung kết World Cup bằng bàn mở tỷ số tuyệt đẹp ở trận thắng chủ nhà Đức 2-0. Bàn thắng được ghi ở phút 119 của trận đấu. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2-2 thì tới phút 90+2, Van Persie đã thực hiện pha đá phạt hàng rào chạm nhẹ vào chân Samir Nasri rồi khẽ đập cột dọc trước khi đi vào lưới, mang về 3 điểm quý giá cho Quỷ Đỏ trong trận đấu với Man City năm 2012. Tại Champions League 2004, trong những phút cuối trận giữa MU và Porto, thủ môn Tim Howard không bắt dính cú sút phạt của Benny McCarthy, tạo điều kiện cho Costinha ghi bàn, đưa Porto vào bán kết. Huấn luyện viên Mourinho khi ấy đã nhảy khỏi chỗ ngồi, lao ra đường biên chạy như bay với nét mặt vô cùng phấn khích. Trận derby thành Turin năm 2014 đã diễn ra kịch tính đến phút cuối cùng, với vĩ thanh là bàn thắng quyết định của lão tướng Andrea Pirlo. Phút 90 đón đường trả bóng ra của Vidal, tiền vệ 35 tuổi khi ấy đã tung một cú sút xa chìm đầy hiểm hóc, mang về 3 điểm cho đội chủ nhà. Trong tình huống này, trung vệ Umtiti của Barca đã mắc lỗi khi đón hụt bóng, tạo điều kiện để Mariano Diaz có cơ hội thoát súng trước khi nhoài người dứt điểm đánh bại Ter Stegen, ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho Real Madrid. Origi từ người thừa đã hóa thành đấng cứu thế với bàn thắng không ai ngờ tới ở những giây cuối cùng trong trận derby giữa Liverpool và Everton. Cụ thể, anh đã tận dụng sai lầm của thủ thành Jordan Pickford và đánh đầu cận thành vào phút 90+6, đem về chiến thắng cho đội nhà tại vòng 14 ngoại hạng Anh mùa 2018. Dù bị Nhật Bản dẫn trước đến 2 bàn nhưng tuyển Mỹ vẫn xuất sắc lội ngược dòng thắng 3-2. Với pha lập công quyết định của Charlie ở phút bù giờ cuối cùng, bàn thắng của Charlie còn ghi dấu ấn nỗ lực bứt tốc và phối hợp giữa Kevin De Bruyne và Meunier.
Đúng ở phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vào sân thay người Sergi Roberto phá bẫy việt vị băng súng, xúc tung lưới Kevin Trapp, ấn định chiến thắng 6-1 cho Barcelona. Tỷ số vừa đủ để đội bóng này đi tiếp. Cả sân Camp Nou như vỡ òa trong niềm vui. Lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng bị thua 4-0 ở lượt đi tại Champions League, nhưng vẫn lật ngược tình thế. Tiền vệ Andres Iniesta đã trở thành người hùng của Barcelona với bàn thắng gỡ hòa quý hơn vàng ở những phút đấu thêm giờ, giúp cho đội bóng xứ Catalan loại Chelsea trong trận bán kết Champions League lượt về để giành quyền đến Roma tham dự trận chung kết 2-9. Đó là một cú đại bác không thể cản phá. Manchester United tạo nên màn ngược dòng khó tin ở lượt về để giành quyền vào vòng tứ kết Cúp C1 2018-2019 nhờ lượt bàn thắng sân khách. Đúng vào phút cuối, MU được hưởng quả penalty khi trọng tài Damir Skomina xác định Presnel Kimpembe đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Marcus Rashford thể hiện bản lĩnh với pha dứt điểm không cho Gianluigi Buffon bất cứ cơ hội nào cản phá. Tiền đạo Mohamed Salah đã ghi cú đúp, qua đó giúp Ai Cập giành chiến thắng 2-1 trước Congo, giành vé đến với vòng chung kết World Cup 2018, lần đầu tiên sau 28 năm. Bàn thắng trên chấm penalty chính là bàn thắng ấn định chiến thắng cho Salah và đồng đội. Để đối thủ dẫn trước 3-0, Real Madrid phải nhờ đến bàn thắng từ chấm 11m của Cristiano Ronaldo ở phút bù giờ mới có thể giành vé đi tiếp tại Champions League nhờ lượt bàn thắng sân khách. Cùng xem lại pha sút pen đầy bản lĩnh của ngôi sao người Bồ. Nhận đường chuyền của đồng đội, Alexander Trajkovski đã tung cú sút căng và chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ thành Donnarumma. Bàn thắng ở phút 92 này đã khiến cho đương kim vô địch châu Âu phải ngồi nhà xem World Cup 2022. Từ quả đá phạt góc viền cánh phải theo hướng tấn công của Chelsea, vẫn là Juan Mata có pha treo bóng chính xác để hậu vệ Serbia Branislav Ivanovic đánh đầu cực kỳ hiểm hóc vào góc xa khung thành Benfica. Ghi bàn ấn định chiến thắng lịch sử cho Chelsea ở phút 90+3. Bàn thắng này giúp Chelsea lần đầu tiên vô địch Europa League, trở thành đội bóng đầu tiên đăng quang ở hai đấu trường châu lục trong 2 năm liên tiếp và là đội thứ tư trong lịch sử vô địch tất cả các cúp châu Âu. Federico Macheda từng đi vào trái tim của người hâm mộ MU bằng bàn thắng vào lưới Aston Villa. Anh đã có cú xoay người dứt điểm trong vòng cấm, giúp MU đánh bại Aston Villa vào phút 90+3. Vừa rồi là những bàn thắng cuối trận đầy cảm xúc. Bạn ấn tượng với pha lập công nào nhất? Nhớ bình luận ngay bên dưới video nhé. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.